Ngày 19 tháng 4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển du lịch. Theo báo cáo của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, hiện toàn tỉnh có 10 dự án khu điểm du lịch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Có 298 cơ sở lưu trú với tổng số 3.530 phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu thuê nghỉ của du khách. Tỉnh đã xác định 44 điểm di sản thuộc 3 tuyến du lịch công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và đã ưu tiên nguồn vốn ngân sách để xây dựng các hạng mục công trình cơ bản. Toàn tỉnh có 25 điểm tham quan du lịch đã được các tổ chức cá nhân đầu tư tự phát. Một số điểm đã được đăng ký ngành nghề kinh doanh nhưng chưa được cấp phép các thủ tục pháp lý trước khi đưa vào hoạt động phục vụ du khách. Mặc dù tỉnh có nhiều chính sách ưu đãi về du lịch cộng đồng, nhưng các điểm đều tự phát, chưa được công nhận nên không đủ cơ sở pháp lý để được hỗ trợ đầu tư theo nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Được xác định là một trong ba trụ cột về kinh tế của tỉnh, nhưng hiện tại lĩnh vực du lịch chưa phát huy được hết các tiềm năng thế mạnh sẵn có. Do vướng thủ tục đất đai, xây dựng, tiềm lực tài chính hạn chế nên các dự án du lịch đều chậm tiến độ. Hầu hết các cơ sở kinh doanh lưu trú có quy mô nhỏ, chủ yếu là của các hộ gia đình đầu tư và kinh doanh. Phân bổ không đều, tập trung ở trung tâm các huyện, thành phố và chủ yếu cho thuê chỗ ngủ, không có dịch vụ ăn uống đi kèm. Các công trình tại các điểm di sản chưa phát huy được hiệu quả. Một số điểm di sản nằm xa đường giao thông, tính kết nối hạ tầng giao thông kém, nhiều nơi chưa có điện lưới, sóng điện thoại, nên tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch chưa cao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở ngành, đơn vị liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm bố trí quỹ đất để đầu tư lĩnh vực lưu trú du lịch. Kiến nghị tỉnh cho cơ chế đặc thù cho du lịch về đất đai, các dự án thuộc các dịch vụ du lịch mà nhà đầu tư đề xuất không chồng lấn ranh giới dự án khác, không thuộc đất quốc phòng an ninh, chỉ thực hiện mục tiêu phục vụ khách du lịch. Thì khi nhà đầu tư đề xuất, đoàn thẩm định dự án đầu tư của tỉnh sẽ kiến nghị điều chỉnh bổ sung vào danh mục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ du lịch. Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số huyện, thành phố báo cáo về thực trạng du lịch tại địa phương, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy hoạch, nguồn nhân lực. Con người thì đúng là ở huyện thì rất là khó khăn. Để mà đúng chuyên ngành, đúng thế này thế kia thì ở huyện rất là khó khăn. Thì cái việc này thì huyện cũng hết sức là phải nhận trách nhiệm và từng bước để điều chỉnh cho nó phù hợp. Chứ còn tại giờ hiện nay thì về biên chế, về tất cả thứ thì nó rất là vướng. Đặc biệt mà đúng chuyên ngành thì cực kỳ khó khăn. Cả cái lễ hội thì báo cáo anh thì về phía địa phương thì cũng rất là cố gắng. Và cũng như cả anh có cái ý kiến thì huyện cũng rất là phối hợp để làm sao mà đảm bảo được các cái lễ hội để làm sao mà mình có thể kết nối, rồi có thể là đương nhiên cái việc kết nối này thì nó có vào những cái thời điểm nào như thế nào đấy, thì sau này thì đương nhiên cái việc mà cũng như ý kiến cả anh ấy, khi mà nó thành Homestay, Farmstay gì đấy thì cái sản phẩm này nó sẽ tự nhiên nó sẽ vào đó. Để phát triển du lịch homestay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đề xuất một số giải pháp cụ thể, trong đó cần có sự phối hợp hỗ trợ tích cực từ các sở ngành liên quan. Nhiều nhà đầu tư hiện nay cũng đặt vấn đề làm cái mô hình farmstay homestay này, thì tôi đề nghị như thế này, không biết có được hay không, thì đây là mạnh dạn đề nghị là Sở Thể thao phải có một bộ phận tiếp nhận hồ sơ đó và thẩm định cái đề án đó phù hợp hay không, cái sự phù hợp của cái đề án làm farmstay homestay hay không. Nếu phù hợp đề án rồi thì những cái gạch đầu dòng này liên quan tới Sở Xây dựng thì đề nghị Sở Xây dựng phải hỗ trợ này, liên quan tới Sở Kết trung đất thì trong đấy sở thì có liên quan tới cấp huyện, vấn đề liên quan giao thông thì có Sở Giao thông. Tại vì báo cáo anh đã chấp nhận làm mô hình này là phải là có tính chất tự phát. Người dân có cái mô hình rải đó người ta làm. Chứ không phải là mình quy hoạch là bắt người dân làm được. Mà đã tự phát đó, thì trước mắt được thì nó sẽ ảnh hưởng về lâu dài. Nó được là được hiện tại trước mắt để làm những mô hình này. Nhưng mà khi gắn với một cái quy hoạch đô thị tổng thể, đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ bị vướng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xác định lại điểm xuất phát cũng như thế mạnh về phát triển du lịch của tỉnh và nhìn nhận lại những tồn tại, trách nhiệm của ngành trong thời gian qua để lên phương án làm việc phù hợp, hiệu quả. Đến thời điểm này có thể tự tin nói rằng là hy vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ có những nhà tập đoàn lớn về du lịch sẽ về với Đắk Nông, lớn mức nào đó tùy, chứ không phải là lớn nhất đến gì cả. Và đường cao tốc thì hiện nay là chính phủ rất quyết liệt tạo cơ chế cho Đắk Nông, và thứ hai này là tỉnh thường trực sẽ làm việc với lại Bình Phước để kết nối và sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, và câu chuyện này rất gần rồi đấy.
mà nếu chúng ta không làm nền tảng là thua. Thì bây giờ cái nền tảng đề nghị các ông chí xem cái vấn đề du lịch, nhận thức của bà con chúng ta làm du lịch cộng đồng, chúng ta phải nói là thừa nhận với nhau là du lịch cộng đồng chúng ta sẽ là tốt nhất trong du lịch cộng đồng, đúng không ạ? Cái lợi thế lớn nhất. Thế thì bây giờ du lịch cộng đồng thì nó có cái gì? Chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ ngủ, chỗ chơi, nhưng mà chơi theo cái kiểu của Đắk Nông, chơi theo của đồng bào vùng miền của mình đây này, chứ không phải là chơi theo kiểu là bowling hay là cái gì ở Sài Gòn thì không ai thích cả. Tôi nói thật không, chỉ những đứa dân Sài Gòn mà bây giờ làm du lịch là hướng tới là ai? Những người có điều kiện đi du lịch, những người không có điều kiện thì là rất là khó. Mà những người có điều kiện thì họ đã dư thừa ở đấy kia rồi, họ chán hết sản phẩm đó rồi, cả món ăn, họ lên đây họ tìm cái gì làm như thế nào. Thì cái này thì nó có du lịch ở mấy chỗ, chủ nghỉ là chủ ngủ đấy, là bây giờ là vừa rồi đang có cái hướng các ông chỉ làm farm stay, homestay. Còn cái chuyện mà kêu gọi 4 năm sau làm cái resort đỉnh cao á là trách nhiệm của tỉnh, rất quan trọng đấy. Chúng ta coi đó. Cái ăn thì thế, cái ăn vừa rồi tôi thấy ở đây không phải là tôi động viên chỗ đài truyền hình, cái mình phải nói là gần đây làm cơ bản là lột xác đấy. Bây giờ làm cái cơ sở hạ tầng du lịch là cái gì? Các đồng chí đừng có nghĩ tới là con đường mơ ước hay là có cái gì đẹp lắm ở sân bay với cảng, không phải. Bây giờ cơ sở hạ tầng là chúng ta là bây ngay từ bây giờ là chỗ sở văn hóa theo du lịch phối hợp các sở ngành thống kê đánh giá toàn bộ và bảo tồn những cái văn hóa trên tỉnh chúng ta. Lễ hội rồi những cái 41 dân tộc anh em là một lợi thế. Chúng ta chọn 7-8 dân tộc mà lớn có cái điều kiện mà lễ hội này kia đó là chúng ta chốt lại những cái đi. Và các đồng chí tập trung là quan tâm với huyện và để đại đế mạnh đó. Ví dụ như chỗ anh Thuần anh nói về cái chợ người Mông ở ngoài Hà Giang vô đó đồng chí. Thì bây giờ 5-60.000 người ở đó rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng nên tập trung chỗ về cái kiểu như thế. Rồi văn hóa cồng chiêng cho anh Cường nói và anh Hà lại nói, tôi nghĩ nó rất quan trọng đây. Cái hay mình là chỗ đó. Thế bây giờ nói thật, bây giờ nếu mà có một đoàn công tác nào của các bộ ngành về đây để xem biểu diễn một văn hóa cồng chiêng, thứ nhất hiện nay chúng ta cả tỉnh này không biết ngồi tìm chỗ nào ngồi cái đã. Tất nhiên phải gần đây. Thế bây giờ đưa lên Đắk Long xa quá, nên phải gần trong danh nghĩa cái chỗ này anh xin lưu ý. Rồi kiểu gì tôi biết chỉ một việc thôi, mời cái đoàn ở Đắk Long, ở Đắk Sông xuống, đúng không nè? Mình chỉ có một đoàn phân bên cực, may ra thì chỗ đó. Đấy, mà những nghệ nhân đó theo tôi là những nghệ nhân đó bây giờ là khuyến khích họ là những người đi dạy huấn luyện, những nghệ nhân rất lớn tuổi rồi. Ở đây mình có nói thời tiết mình nó lạnh, tôi nói thật các ông chí, cái này tôi nói với các ông chí lần rồi. Để bây giờ huấn luyện các em nhỏ, các em ở trường học, kể cả cái điều kiện các em để làm thêm kiếm tiền nó cũng rất tốt thôi, chứ không có gì khó hết. Thì bây giờ nền tảng của mình là phải như thế, văn hóa dân tộc là người ta dùng từ văn hóa dân tộc, cái dân tộc kết hợp với chúng ta là cái chỗ nào. Thì bây giờ đề nghị các anh là phải hết sức quan tâm cái chỗ này. Đó, chỗ văn thưởng thức nha. Bây giờ chỗ ăn cũng như thế, bây giờ sưu tầm tất cả. Vừa rồi tôi thấy đài truyền hình mà lâu lâu đến Facebook tôi xem hết đấy. Riêng Đắk Nông ngày mới, Đắk Nông gì là cơ bản nói thật, không chỉ là tối nào tôi cũng xem để lướt qua thôi, cái gì hay là mình mới ghi nhận chứ. Thế thì bây giờ có món ăn như thế, có những cái mâm bài biển tôi thấy bắt vô cùng, có những cảnh các đồng chí có nhiều người vô tới rồi bẻ từng cây nứa về làm canh thục rất là hay. Người ta chỉ cần nhìn cái cảnh đó thôi là người ta cảm nhận cái món ăn nó làm như thế nào rất là hay. Thế thì bây giờ phải văn hóa phải tập hợp hết lại, tính toán làm sao có những sản phẩm như thế thành một cái tập sách như thế. Chúng ta có nhà máy in, khó khăn như thế nào là tính toán, tất nhiên đừng cầu toàn quá. Bây giờ tất cả món ăn đặc sản của vùng miền đồng bào dân tộc Đắk Nông là phải có một tập sách ví dụ thế. Rồi những cảnh đẹp có một cái cảnh đẹp. Đấy, anh qua đi khảo sát hết rồi, cái này tôi nói hết rồi, mà bây giờ vấn đề là có hay không. Chụp hình với dân chuyên nghiệp, tất nhiên tốn tiền thì các đồng chí phải có một cái đề án, có một cái cách làm lên. Tôi nghĩ là ủy ban tỉnh sẽ ủng hộ thôi, sở tài chính sẽ ủng hộ cái này thôi, bởi vì một trong ba trụ cột. Bây giờ chúng ta mà bây giờ xã hội hóa thì bây giờ họ chưa vô được, bởi vì chúng ta chưa có gì để họ vô. Chúng ta phải hiểu rằng mình chưa có gì để họ vô, anh Hà, anh Cường nhé, chứ không phải là họ không muốn vô. Nói như cái anh là có gì họ mới vô. Họ vô rồi bắt đầu từ nhỏ mình mới nâng cấp lên, thì lúc đó nó mới ra cái chuyện lớn được. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành cần phối hợp với ngành văn hóa tập trung nguồn lực cho lĩnh vực du lịch để du lịch trở thành một trong ba trụ cột về kinh tế của tỉnh. Đài phát thanh truyền hình tỉnh cần mở thêm chuyên đề về du lịch. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị về công tác quy hoạch sử dụng đất ở các địa phương chú trọng đất dành cho du lịch. Ở chúng ta có cái điều kiện leo núi nè, có điều kiện bơi trên hồ nè, cano trên hồ. Thế thì cái này đề nghị sở văn hóa du lịch cũng nên nghiên cứu và đi học hỏi các tỉnh thành khác. Cái này họ làm rất tốt, ở Hòa Bình họ làm rất tốt trên hồ Hòa Bình. Mà đúng là cái thế mạnh của mình làm cái gì, nó có một ý rất hay, đó là hiện nay là hồ chúng ta rất nhiều. Mặt hồ hiện nay tới bữa hội nghị anh Hiệp cho biết luôn mình có bao nhiêu hồ tất cả. Rồi mặt hồ chúng ta hiện nay như thế nào và chúng ta làm du lịch trên mặt hồ ra sao. Thì cái này chúng ta phải có căn cơ và từ bây giờ phải tính.
Đấy thì báo cáo chỉ là về du lịch là như thế. Tôi muốn có một cái buổi mời tất cả các giám đốc khách sạn, nhà hàng, tất nhiên Gia Nghĩa làm trước, rồi các nơi anh Thuần cũng làm, tới khuyến khích bà con bây giờ chúng ta muốn làm ăn tốt. Tôi nói ở đây món là ví dụ như món ăn rẻ quạt, thịt nướng rẻ quạt rất ngon, nhưng mà bước vô ba lần tôi biết ba lần mà anh cũng không chuyển được. Thứ nhất là vô là bước vô là đồng chí nào đi sớm 6:30 đi thì còn sạch, 7:30 vô là dưới đất là toàn là trắng hết, giấy lau miệng lấy đồ mà như thế. Bước vô phát bên trái để nước, để một ống xì gì đó đấy, thuốc lào cái bên. Thì bây giờ họ lên đây họ tìm thế nào đấy, ví dụ như cái chỗ Hủ Tiếu Bảo đấy, ví dụ tôi nói đang nói về món ăn thì chúng ta phải vận động người dân rồi tới khách sạn, là chỗ này anh Sương có thể giao văn hóa gì đó họ làm được, mời các doanh nghiệp làm khách sạn lên sẽ nói cho họ về cái khát vọng về du lịch của mình, tiềm năng thế nào và giữ chân khách lại ra sao. Ngày 13 tháng 10 tôi có rất nhiều người quen họ lên đây thì họ ở hồi đó là bí hết, ở các khách sạn rất nhiều đấy, có những khách sạn cũng tương đối là 3 ngày họ ở 2 ngày mà không thay cái bàn chải trên răng. Một cái việc rất đơn giản như vậy thôi chứ đừng nói gì tới là ấy. Chỉ cần chúng ta sạch sẽ thơm tho đã, chứ chưa yêu cầu là phải là view đẹp hay là vô khách sạn như là khách sạn chỗ này chỗ kia. Đấy thì tôi nói với đồng chí bây giờ chúng ta là xuất phát điểm xuất phát thế nào thì bây giờ từng đồng chí lãnh đạo ở đây phải như thế. Đấy, tóm lại là bây giờ tới đây là một là có hội nghị của anh Hiệp là chủ trì, cái thứ hai là sở văn hóa thể thao du lịch như anh Tuấn đề xuất và tôi thấy đồng ý và tâm ý tưởng tôi có cái đó là phải có một cái hội thảo, hay là mình gọi là hội thảo đi chứ không cần phải xúc tiến đầu tư gì cả, và làm cái đó nó phải quy mô. Sở văn hóa thể thao du lịch thử làm đi đấy, tôi ở bên tỉnh sẽ đứng sau ủng hộ các đồng chí thôi, làm cho nó mạnh mẽ quyết liệt. Tất nhiên từ cái khó kinh nghiệm của họ nói về cái đó thế nào thì mình mời, và mời đúng nơi đúng chỗ. Thế đó còn chỉ cơ hội du lịch của chúng ta phải nói là rất hay, cung đường 140 km như thế, hồ nước thác và như thế, thời tiết khí hậu như thế đấy. Báo cáo ông chỉ là một chỉ lãnh đạo cấp cao đang có ý tưởng, tất nhiên nói bên ngoài giấy tờ chứ có Đắk Nông sẽ là một Đà Lạt đấy. Đây là một câu chính xác nha đấy. Ai nói thì thôi, từ từ các đồng chí sẽ tìm hiểu và Đắk Nông sẽ là một cái Đà Lạt đấy. Mà tôi nghĩ là trong tương lai nó có nhiều cái hơn Đà Lạt. Bây giờ chúng ta đang quy hoạch, chúng ta rút kinh nghiệm từ Đà Lạt, họ cái gì họ đúng họ sai, mình bây giờ mình rút nghiệm mình làm. Thì tôi nói đồng chí hãy tập trung toàn lực cho ngành du lịch đấy, và cơ hội nằm trong tay các đồng chí đấy. Vừa rồi nếu mà nói nhân sự thì sở này cũng kiện toàn mạnh mẽ như thế, hai đồng chí phó đốc tăng cường nữa đấy, hai vị nữ tăng cường như thế, anh Quang rất phấn khởi đón chào như thế. Thì bây giờ chúng ta làm gì để cho cái ngành du lịch này phải là tăng trưởng kinh tế, phát triển thế nào chứ? Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần khuyến khích xây dựng các mô hình luyện tập thể thao ở cộng đồng dân cư, trường học, quan tâm tổ chức các giải thi đấu nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị bằng nhiều giải pháp phải chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực, cồng chiêng gắn với phát triển du lịch.